Vừa qua, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã phá chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thanh Tuân, sinh năm 1988, ngụ phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, là nhân viên ngân hàng trên địa bàn về tội cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, và ba người khác về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo Công an tỉnh Hà Nam, khi biết một số người dân trên địa bàn thành phố Phủ Lý, Hà Nam cần tiền đáo hạn ngân hàng, Tuân đã cấu kết với nhiều người thực hiện hành vi cho vay lãi với lãi suất 5.000 đồng trên 1 triệu một ngày. Đến kỳ người vay không trả đúng hạn, Tuân thuê giang hồ cộng cán có nhiều tiền án tiền sự, tổ chức siết nợ với hình thức ném chất bẩn như luyên dầu, trứng gà thối vào nhà, cửa và nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần người vay phải trả tiền. Thậm chí vào cả trường học, cơ quan làm việc của người vay để đe dọa. Qua đấu tranh, bước đầu công an xác định, từ tháng 8 năm 2022 đến nay, Tuân đã cho nhiều người vay với số tiền 2,4 tỷ đồng với mức lãi suất 182,5% trên một năm, số tiền thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng. Hiện, Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.